Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các đoàn công tác về tất cả các trường trong địa bàn huyện trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão. Do có sự chuẩn bị tốt nên thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các trường trong địa bàn huyện là không đáng kể. Thống kê thiệt hại ban đầu của ngành giáo dục và đào tạo huyện, bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây đổ 20 m tường rào tại trường tiểu học An Sinh A, gãy đổ một số pano khẩu hiệu. Tuy bị ảnh hưởng nhẹ hơn so với dự báo, nhưng cho đến 9 giờ ngày 17 tháng 9, phòng giáo dục và đào tạo đã kịp thời thống kê và tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo các trường khắc phục hậu quả do bão số 3.